coi được. Tàn sao vậy? Cái này camera 360 được không? Cái gì vậy bà nội? Ủa em cái này xài dễ không? Ờ cũng dễ anh. Ừ, tại vì anh cũng tính mua cái công công cái này nè. À cái này là X3 360 X3. À. Dạ. Em cho anh coi được không? Xe cho anh coi chứ được không? Anh tắt nguồn mở nguồn thì anh cũng bật cái nút này. Đây nè, nút xong. Ồ. Anh start recording là nó bắt đầu nó ghi. Cái này là stop, cái này là đang ghi rồi đó. Ờ, cái này nếu mà em quay liên tục thì em quay được bao nhiêu lâu ta? Được biết là 1.800. Nếu mà em quay liên tục thì được chắc tầm hơn 40 phút á. Ờ. Dạ. Cũng hợp lý thôi. Dạ. Anh hỏi nhỉ, cái này mua ở đâu ta? À, em bên Tokyo Canada á. Cái này anh qua lại cũng được luôn á. Dạ. Ok. Nhưng mà cái này bây giờ anh muốn lấy ra để anh edit á. Không lẽ giờ anh phải có vào máy tính hả? Có cái nào edit cho anh nhanh không? À không, em edit trên điện thoại không mà nó có cái app á. Dạ lắm luôn á. Edit trên điện thoại. Đúng rồi, kết nối xong rồi anh xay ốc này cũng được luôn. Edit xong cho anh lên TikTok nha, chứ anh thấy anh lên hình đẹp trai quá này. Hay em cho anh mượn đi, anh gắn mô tô anh thấy hợp á. Anh chạy mô tô mà anh kéo này là nó lắm á. Được á, chắc để anh tháo nha. Ủa? Cho tôi con biết. Beat, my siêu ơi beat. Beat từ A đến Z. Z để anh lo hết.